Venezuela đại tu bộ phận giám sát crypto quốc gia. Theo một sắc lệnh được ban hành gần đây, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố sẽ tổ chức lại cơ quan giám sát tài sản tiền điện tử quốc gia, hay còn được gọi là SUNACRIP. Theo đó, một hội đồng mới sẽ tham gia lãnh đạo việc tổ chức lại, đứng đầu là luật sư Anabel Pereira Fernandez, người từng là chủ tịch của tập đoàn bảo hiểm tiền gửi ở Venezuela. Mặc dù không cung cấp thông tin chi tiết lý do cụ thể cho quyết định này, nhưng chính quyền của Maduro cho biết rằng động thái này nhằm bảo vệ công dân Venezuela khỏi những tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt kinh tế. Ngoài ra, cơ cấu hội đồng mới cũng sẽ loại bỏ Joselys Ramine, người đã lãnh đạo bộ kể từ khi nó được thành lập vào năm 2018. Ramine được cho là đã bị bắt vào ngày 17 tháng 3 với tội danh tham nhũng. UBS chính thức chốt giá Credit Suisse 3,2 tỷ đô la. Sau nhiều lần thay đổi giá thầu, thậm chí là lung lay quyết định, tập đoàn UBS đã tiến tới thỏa thuận mua lại ngân hàng đang gặp khó khăn Credit Suisse với giá 3,2 tỷ đô la. Theo một báo cáo từ Associated Press, Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset đã công bố thỏa thuận vào rạng sáng ngày 20 tháng 3 theo giờ Việt Nam, tuyên bố quyết định này nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính. Giá trị thương vụ đã tăng nhanh chóng trong ngày 19 tháng 3. Ban đầu USB đề nghị mua Credit Suisse với giá chỉ 1 tỷ đô la. Sau đó, con số này đã được tăng lên 2 tỷ đô la và chính thức chốt giá 3,25 tỷ đô la sau vào rạng sáng ngày 20 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Là một phần của thỏa thuận mua lại, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ cung cấp 162 tỷ đô la thanh khoản cho tập đoàn UBS, tăng từ mức 54 tỷ đô la như đã công bố trước đó. Quyết định tăng định giá cho ngân hàng Credit Suisse có thể đã đến từ nhiều tổ chức lớn tham gia mua lại ngân hàng. Với người sáng lập của mạng Tron, Justin Sun cho biết có kế hoạch mua lại Credit Suisse với giá 1,5 tỷ đô la, tuy nhiên thỏa thuận này sau đó đã bị từ chối. BTC vượt ngưỡng 28.000 đô la Mỹ khi sự hỗn loạn ngân hàng chưa hạ nhiệt. Giá BTC đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng vào rạng sáng ngày 19 tháng 3 và đã có lúc vượt qua ngưỡng 28.000 đô la vào rạng sáng ngày 20 tháng 3, đánh dấu mức tăng 16% về giá trị trong khung thời gian tuần, theo dữ liệu từ MarketPro. Cụ thể, BTC đã đạt mức cao nhất là 28.459 đô la vào đầu ngày 20 tháng 3, trước khi lùi về 27.856 đô la vào 8 giờ sáng nay, nhưng vẫn tăng 2,2% trong 24 giờ qua. Nhìn chung trong tuần này, BTC đã tăng hơn 37% so với đô la Mỹ. Vốn hóa thị trường của tiền điện tử lớn nhất cũng được bổ sung thêm 194 tỷ đô la, tăng đến 66% kể từ đầu năm nay, vượt trội hơn so với cổ phiếu của các ngân hàng ở phố Wall, đặc biệt là trong bối cảnh lo ngại về khủng hoảng ngân hàng toàn cầu ngày càng gia tăng. BTC đang tăng khoảng 65% so với mức tăng 2,5% của S&P 500 và mức giảm 15% của Nasdaq vào năm 2023. Định giá ngân hàng của Hoa Kỳ đã trượt dốc trong bối cảnh nhiều lo ngại đang diễn ra xung quanh việc một số ngân hàng ở nước này sụp đổ vào tuần trước. Tại châu Âu, ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ đã đạt được thỏa thuận mua lại với tập đoàn UBS sau nhiều lần đàm phán. Trong thời gian chờ đợi kết quả chính thức của cuộc thi Hackathon đình đám, cộng đồng Pi trên Twitter đang phấn khích trước một chương trình vote dành cho các dự án hàng đầu của mùa giải Hackathon năm nay. Theo đó, chương trình Let's Talk Hackathon được tổ chức bởi Pi Revolutions, một trong những kênh tin tức hàng đầu về Pi với hơn 389.000 người theo dõi trên Twitter. Đặt cảm nhận và trải nghiệm người dùng lên hàng đầu, chương trình kêu gọi cộng đồng Pi bình chọn cũng như đưa ra nhận xét của họ về những dự án mà họ cho là ấn tượng nhất mùa giải Hackathon năm nay, bằng cách đăng tweet về dự án yêu thích và gắn hashtag ThangPic Community DeckEyes, với 10 dự án nhận tweet nhiều nhất sẽ lọt vào danh sách bình chọn trong 2 ngày. Khuôn khổ chương trình chỉ đề cập đến 20 dự án, đây có thể được xem là những dự án nổi bật và xuất sắc nhất mùa giải năm nay. Đáng chú ý, trong số này có sự xuất hiện của A-Invoice, một dự án đến từ Việt Nam và là phân hệ của P-Bridge. Đây cũng được xem là một đối thủ đáng gờm vì đã xuất sắc góp mặt trong vòng chung kết của Hackathon. Chương trình hiện được cộng đồng Pi trên Twitter hưởng ứng nhiệt tình, với nhiều người đã bắt đầu tweet về dự án mà họ yêu thích, cũng như kỳ vọng rằng nó sẽ được Pi Core Team công nhận và liệt kê trên hệ sinh thái Pi sau cuộc thi.
Như ZipTorrent.vn đã đưa tin, PicoTeam đã lùi thời hạn trả kết quả và công bố người thắng cuộc hackathon năm nay cho đến khi có thông báo mới, vì cần thêm thời gian để sàng lọc và đánh giá kỹ càng trước khi cho phép các dự án hoạt động chính thức trên mạng lưới Pi. Tranh cãi nội bộ, DeFi Llama quyết định giã nhóm. Nền tảng phân tích tài chính phi tập trung phổ biến DeFi Llama được cho là có kế hoạch giã nhóm sau một số tranh chấp nội bộ. Theo đó, các tranh chấp bắt nguồn từ kế hoạch ra mắt token riêng của nền tảng. Trong một tweet thông báo vào ngày 19 tháng 3, một nhà phát triển ẩn danh tại DeFi Llama 0xNGMI cho biết nhóm của công ty đang tiến hành phân nhánh nền tảng sau nhiều tranh cãi nội bộ, đồng thời cáo buộc rằng những người sáng lập DeFi Llama đang lên kế hoạch phát hành token riêng mà không có sự đồng ý của các thành viên khác. Theo 0xNGMI, người đang kiểm soát cả tài khoản Twitter lẫn tên miền trang web của DeFi Llama đã quyết định khởi chạy token, bất chấp những người khác trong nhóm ngăn cản, và nhóm đã quyết định rẽ nhánh DeFi Llama thông qua việc bắt đầu làm mới trên Llama.fi. Mặt khác, một tiết lộ từ kênh Telegram của Llama đã cáo buộc rằng 0xNGMI và một vài thành viên trong nhóm đã lừa đảo khi tích cực tìm cách chiếm đoạt IFI và cộng đồng DeFi Llama. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. ZipTorrent.vn xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.